A purpose, change, or subway? No, I mean, which transportation do you like best? Bicycle, scooter, motorbike, and train, car, subway. So for me in here, the transportation is the best is train. Train or subway? Train. Tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm. I'm not usually take by subway. Mm-hmm. Okay, you only take the train. Yeah, because take the subway so very very expensive, and from my house go to the school, have not subway go to there. Okay. Oh, and train. Train is easier. The train to go. Normal. Train is the normal. Normal. Mm, yeah, normal train in here. Like train in Vietnam or train. Train in Japan. Train in Japan, okay. Yeah. Normally, I just see the train in the subway in Japan. I have never seen the train in Japan. Next week I go to vacation with my friend with by subway. With the subway, uh-huh. Yeah. Okay. By subway, not train. Not train. Because from my home go to there so far. So have not train go to there. Okay, I see. Check subway. Subway fast it. Fast it. In the fast. Fast it. Very, very in the fast. It's the fast same the I plan. Okay, the fastest vehicle, right? Yeah. Okay, now let's talk about the lesson for today. Today I will teach you presentation two. Now, okay, how to catch the bus? The lesson today talking about public transport. Public transportation, okay. I think it's quite short and easy video. Now, here we go. How to catch the bus? John, I need some advice. Sure, Peter, what is this? What this? I need to go to Las Vegas for a conference. Can you tell me if I can guess a bus? A conference in Las Vegas. That's the awesome. Well, you can only find a bus from interstate. Mm-hmm. You can easily find a bus from interstate. Either the interstate. Interstate. You can only find a bus from interstate. Yeah. Any idea where the bus leaves? I will use it one. I think it leaves at 7:30 a.m. But do check. Maybe you can come home them. Yeah. I will call them and find out. Yeah. Find out. Okay. A subway ride. A subway ride. I'm Winnie and you, John? Yeah, I will be John and you will be Winnie. Okay, here we go. All right, so it's this time. I'll see you at 6:13 at the Central Station. I will be there, Winnie. But can we make it a bit later? What about 7? I'll be talking the 7 p.m. subway train, so I'll get there by 6:13. But no problem, I'll hang around. Taking. I will be taking subway train. Taking the train, so I'll get there by 6:13. But no problem, I'll hang around. Mm-hmm. Why don't you take a bus instead? I don't like traveling on buses. On buses, John, the subway is faster and safe. Safer. Safer. You're right about that.
Okay. And after that, do I need to change bus seat? Okay. I'm a teacher and okay. You need? Yeah. Here we go. I need to get to Webport Street this evening. Does the bus go there from Newton, Newtown? Well, I don't think so. It is more street at the other end of town. I think you will need to change it West Bank. Change the bus. That's going to take me so much time. Isn't there a better way? You could always go by car or take a subway. Is there a subway stop at Westport? No, but there is one at the West Bank and you can get a bus from there. Okay. Finish. All right. Here you go. Look at the transcript again and tell me what is the thing you don't understand. Hang around. Hang around. Hang around. Okay, I will taking 6 p.m. Okay, I will taking a 6 p.m. subway train. Tôi sẽ bắt chuyến tàu vào 6 giờ. Tôi sẽ cầm lúc 6 giờ. Và I will get there by 6:30 và tôi sẽ đến đó lúc 6:30. Nhưng không có vấn đề gì cả. Và tôi sẽ đi quanh đó. Okay. Hang around. Hang ở đâu là hang ở đâu như kiểu là đi dạo còn được mà go out. Yeah, đi quanh đó đi dạo quanh đó. Okay. Hang around. Go around. Còn go out for my friend thì như kiểu là từ trong nhà đi ra ngoài á. Yes, that's true. Go around, go around, hang around, go around that place. Okay, I see. I understand. Mm-hmm. Yeah, I think okay. I think okay. Yeah, I think you know, I understand. Interstate? But interstate? Interstate. Interstate, you kiểu liên bang. Liên bang. Liên bang. Ê, nhưng mà em tưởng là United State cũng là liên bang mà. No, United States là cái United States. Quốc Hoa Kỳ. United States of America. Chủng hợp quốc Hoa Kỳ. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. United States. Okay, I see. Okay. And after, I want to see the after. You want to see? I want to see the conversation after that. A subway ride. Yeah, subway. No. The next one is subway ride. Do I need to change bus? Okay. I need to get. For example, I can say take a bus. The same meaning with get a bus. Take a bus or get a bus. I think people often use take a bus. Bus service. Take a bus. Take a bus. Get a bus. Take a bus, not get. Nhưng mà ở trong but this video they said get a bus. No. What this? Winnie said no, but they on web bank and you can get a bus from there. No. Finish. Winnie. Get a Winnie bus. No. Get a bus. It has the same meaning, but I think people often use take and get. Take the bird. Take a bird or get a bird, they have the same meaning. Yeah. Nó đều có hai ý nghĩa như nhau, tôi có thể bắt được cái taxi, bắt được xe bus ở đây. Okay. Yeah, for example, want some cake, we should you get more than take. Mm-hmm. You mean need to get to and take to has the same meaning. But if you want to say I will take a bus to go to
Tokyo, okay, I will take a taxi, it's okay, get a bus. Bắt xe buýt ở đây hoặc là bắt xe taxi ở đây đều dùng từ get hoặc bus đều ok. Ok. But yesterday you said about but the after yesterday, the before yesterday. The before yesterday you said get the bill and take the get the bill, said get the bill, not said take the bill. Get the bill. Không, em get đừng, the đừng, bill. Em đừng máy móc như vậy. Okay, get the bill. It is you want to check the bill. Get the check, get the bill. Tức là lấy cái hóa đơn. Get the bill at the counter. Cái từ get và từ take nó như nhau nha. Okay. Ý là trong cái trường hợp, anh nói rồi, đây là trong trường hợp mà đi xe buýt thì nói như vậy. Còn nói cái kia nào, it is when you are in the restaurant. Thì em nói với anh là trong một vài cái trường hợp, ví dụ như kiểu là đi xe cộ thì take hay là get đều dùng với nhau. Nhưng mà em nhớ cái lần trước mà anh nói với em là get the bill chứ không phải là take the bill. Get the bill, vì em muốn hóa đơn. I want to get the bill. Yeah, I want to get the bill at the reception. Yeah. Conference. Okay. Hội thảo. Okay. Can I tell conference. You get a bus? Conference at conference. The big hall. A meeting. Meeting. Conference. I will go to conference at the big hall. It's a big hall. Okay, I see. Conference and a big meeting. Okay, meeting. Interstate usually fly down. Need to do something to hang around to get a bus. Okay, you understand all? I understand all. Any idea when I leave, when the house leave? When the house leave? Any idea có nghĩa là bạn có một vài ý kiến nào đó cho cái việc bắt xe buýt đấy đúng không? Nghĩa kiểu là như vậy. Okay. Như là có cái vấn đề. Any idea? Là một vài ý kiến. Ah, okay. Any idea? Any idea when the bus leave? Thế là bạn có ý kiến gì khi mà xe buýt rời đi không? Okay. Any idea? Đúng không? Em hiểu rồi. Hello, I understand. Any question? Do you have any question? Bạn có vấn đề gì nữa không? Do you have any problem? Bạn có vấn đề gì nữa không? Do you have any question? Bạn có câu hỏi gì nữa không? Do you have any idea? Bạn có ý tưởng gì nữa không? Okay, I have no idea. Okay, good job. When does the bus leave? Okay, yes, I just want you to look at the transcript again. When does the bus leave? When does the bus leave? When does the theater leave? When does the bus leave? The bus leave at 7:13 a.m. 7:30 a.m. And why there's not the woman take the bus instead? Because the woman prefer traveling by train. Prefer train, Prefer travel by train. Because of take by train so faster and safer. So faster and safer. Safer, yeah. Okay. The next. Is there a subway stop at Westport? No, there are no subway stop at the Westport. Just stop at West Bank, and from West Bank, should take the bus go to Westport. Okay, I see. I think the question three. I don't understand. I don't want to ask you this question because it is nonsense. Anh không hỏi câu này đâu bởi vì anh biết là nó sẽ không có câu trả lời. Nonsense không có ý nghĩa gì cả. Nonsense. Nó không ý nghĩa gì cả. Nonsense. Nonsense đấy đúng không?
Nonsense, okay, nonsense. 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 Okay. Okay. A new word, nonsense. Okay, do you think that price of the vehicle in Vietnam is much higher than Japan? I think the price per high in Vietnam is much higher than Japan. But not Japan, another country. Mm-hmm. Also, Vietnam is much higher. Do you think the price of the vehicle in Vietnam is much higher than Japan? Yeah. I don't think so. Okay. Why do you think so? Okay. Can you tell me about the price of the? Can you tell me the price of the bus in Japan or the train in Japan? The train? Yeah, the price of the train or the bus in Japan. Em đang nói là the price of the high school là như kiểu là về cái giá cả vé xe hay là gì? Về giá cả vé xe ở Việt Nam có đắt hơn ở các nước khác không? Thì em bảo là ở Việt Nam thì các cái loại xe gắn máy thì nó đắt hơn ở các nước khác còn gì nữa à? Thì bây giờ anh đang nói với Thì bây giờ anh đang nói với em lại cái giá tiền em đi từ nhà em đi học bằng bus hay là bằng tàu đúng không? Thì cái đấy tất nhiên là phải The price of the vehicle in Vietnam. Tức là nó nói chung ấy, ví dụ như là không phải là xe gắn máy, nó có cả kiểu như là tất nhiên là xe ô tô ở Nhật thì sẽ rẻ hơn là xe ô tô ở Việt Nam. Of course, obviously the price of the car in Vietnam is much is slower than Japan. Okay. Yeah. But I am just want to ask you the price of the bus or the train in Vietnam and in Japan is there Of course if I take by train or by bus in Japan more than expensive more than Vietnam. Mm-hmm. Okay, for example, can you tell me the price of the train in Japan? For example, every day I go to school, by train, and it takes me around bao nhiêu tiền Việt Nam nhỉ? Lâu rồi em trả tính nhá. 100,000 100,000 Việt Nam đồng every day. 100,000 Việt Nam đồng for one time. Every right? day. Nào? Every day. Per day. Per day. 100 per time. Day. Okay, per day. Per day. This means yeah. It costs two billion and 5,000 Vietnam dong. Yeah. Two million, 5,000 Vietnam dong for 1 month if you take a train to school every day. Yeah. And when I take a taxi in Japan so very, very expensive. Uh-huh. One kilometer, the first 1 kilometer uh-huh. have price 114 Vietnam đồng, 1,000 Vietnam đồng. 114,000 Vietnam đồng. 114,000 Vietnam đồng. Okay. Yeah, and the next 2 kilometer after that cost have a chain. Okay. Tức là, okay, 100,000 Vietnam đồng for the first kilometer and it's higher than the first kilometer if you go longer, go far. Yeah, có nghĩa một cây đầu tiên là 140,000. Còn đâu từ các cây tiếp theo là nó sẽ tính là 200,000 một cây. Ủa đắt nhỉ, một cây đầu tiên là 100,000 cơ. Ồ, đi taxi bên này hơi bị đắt đấy anh. Ví dụ nha, for example, when I go to Japan and from airport, I want to go my home. Mm-hmm. If I take the taxi, it takes me around
it takes me around 1 triệu Việt Nam đồng. 1 million Việt Nam đồng. Not 1 triệu Việt Nam đồng, not 1 triệu Việt Nam đồng, phải 2 triệu Việt Nam đồng. If I take the train, if I take my train, it takes me around. I think it depends on the distance you move. Uh-huh. Anh nghĩ là nó phụ thuộc vào cái khoảng cách, the distance between the airport and your house. Tức là nó phụ thuộc vào cái khoảng cách từ nhà em đến từ sân bay về nhà. Tất nhiên kể cả ở Việt Nam anh cũng phải phụ thuộc vào khoảng cách từ nhà anh đến sân bay thì cái giá nó sẽ thay đổi đúng không? Nhờ bây giờ em đang so sánh là nếu mà em đi bằng tàu thì nó chỉ mất em 160.000, mà trong khi đấy em đi bằng xe taxi thì nó đã mất của em hơn 2 triệu rồi. Ok, thì cũng vậy mà, ở đây cũng vậy mà, nếu mà em thuê một cái xe như kiểu xe 4 chỗ mà ở đây từ tỉnh lẻ mà đi lên trên Nội Bài thì nó cũng phải mất đâu đó khoảng tầm 1 triệu chứ. Thì em bảo là thì em đang chỉ là so sánh giữa cái trên với cả taxi in Japan, và taxi thì nó tốn rất là nhiều tiền. Đúng rồi, mà không cái kia không cần phải là Nội Bài hay là không phải sân bay mà nó là di chuyển ở trong thành phố thôi cũng đắt đúng không? Ok, nó trong thành phố cũng đắt rồi, chứ anh đi xe buýt hay là xe taxi ở Việt Nam mình nó cũng thấy có sự chênh lệch giá giữa hai cái này là cao hơn mình nữa. Đúng không? Oh, but what about the service like Uber and Grab in Japan? And Uber and Grab? Not popular in here. Uber, Grab, yeah. Because Japanese people don't take taxi every time. Japanese people don't take a taxi. Yeah. Almost people take the train. Public transport station. Okay. Very popular in here. Mm-hmm. Because it is faster and safer. Safer and faster. But I think it's too expensive for public transportation. Nhưng mà sao nó đắt vậy nhỉ? Okay. No, not expensive. You think that cost in Vietnam đồng and in here everyone use Japanese money, so that is not very expensive. Okay, it's equalizer 200,000 Vietnam đồng. Ví dụ như vậy, ví dụ như là tầm 250.000 ở đây thì bằng 2.5 triệu ở bên đấy hả? Không, có nghĩa là ở bên này tầm độ 1 triệu bên này thì bằng 20 triệu ở nhà. Gấp 20 lần là như vậy. 1 triệu bên này thì bằng 20 triệu ở nhà. Vậy thì nó gấp 20 lần đúng không? Thì anh vừa nói là 250.000, nhưng như là anh thấy là tỷ giá là bao nhiêu rồi? Đi xe tàu đi ở Việt Nam thì nó rơi khoảng tầm 250. Thì 250 thì ở nhà mất 12.500. Đúng không? Không, 12.500 đồng. Vậy anh nói là ví dụ như là anh so sánh như là cái giá tỷ giá như là cùng là một cái chuyến tàu, nhưng mà ở Việt Nam thì nó là tiền này, ở bên Nhật thì là tiền kia. Thì anh thấy là ví dụ như ở đây là khoảng tầm 250.000 một chuyến đi. Ở đó, ví dụ như là tỷ giá đây là một tháng em đi hết 250.000 đi. Thì có phải là ở bên Nhật thì em đi hết 2.5 triệu một tháng không? 2.5 triệu một tháng. Thì một tháng đến nhưng bây giờ em chỉ nói đơn giản thế này nhá. Thì bây giờ anh bắt xe buýt thì mất tầm độ 12.500 đúng không? 12.500. Uh-huh. 12.500 thì bây giờ không, nhưng mà em đi đến đâu chứ không phải là đi đến đâu cũng được 12.500. Thế thì bây giờ nó rất là khó, bởi vì ở mỗi nước thì nó lại có cái chi tiêu khác nhau, mà tiêu tiền khác nhau. Nên là bây giờ bảo là em tính toán ta thì không thể nào mà em tính được, nói hẳn là như vậy. Ví dụ như là ở bên Hà Nội, nếu em di chuyển từ ở trong nội thành nhá, là một lần lên xe buýt là 7.000. 7.000 cây đầu tiên. Không phải cây đầu tiên mà là 7.000. Em muốn đi đến đâu thành phố cũng chỉ 7.000. Nhưng mà tính một lần lên, một lần lên xe như là em đi từ đầu thành phố đến cuối thành phố nữa thì cũng chỉ 7.000 thôi. Làm gì mà rẻ thế anh? Ở Việt Nam mà taxi mà bây giờ mà lại rẻ. Xe buýt mà.
À, theo biết em. Em không biết. Em không biết thôi. Em không biết nhưng mà. Nhưng mà nếu tính ra như thế thì cái chi phí mà 2,5 triệu cho một cái tiền đọc chỉ có tính những cái tiền xe đi học á thì nó cũng khá là mắc. Nhiều mà. Mắc mà. Thì bây giờ em kể nhá. Ở đây có biết bao nhiêu là tiền mỗi tháng, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền điện thoại. Tiền điện thoại.